Thế nhá, bây giờ là làm lại từ đầu nhá. Làm lại từ đầu nhá. Rồi. Bật này. Vâng. Bật này. Vâng. Bước 1 là bắt đầu tí nít này. Chưa. Này, phát nữa này. Vâng. Đấy, bây giờ vô cảnh 18 đúng không? Vâng. 9 này. Rồi. Đấy. 1 rồi. Đúng rồi, chính xác. Một bóng này. Rồi, chính xác. B này. Rồi. Bây giờ mình anh làm cái cảnh theo kiểu vậy, nó như thế này cho nó nhanh. Anh hình đúng không? Bây giờ chọn logo trước, chọn logo trước đi. Chọn logo sang SD. SD đấy đâu không? SD đấy. SD này. 35 này. Đấy, thuộc bài rồi đấy. À. Đúng không? Rồi cứ đẩy kịch lên. Đẩy được. Đúng rồi, đúng không? Rồi đúng rồi. Đấy. Chưa? Rồi. Lên này. Đổi màu này. Đổi màu đúng rồi. Đổi màu này. Lúc nãy em bảo anh là 190 mấy đấy. Đấy. Một nếu mà đẹp nó là 160. Đó, anh nhìn thấy không? Rồi. Có nghĩa là cái giá trị của nó 160 là đẹp. Rồi, của rồi. Cái con đèn này của anh. Đấy. Chứ không phải là con đèn nào cũng giống nhau. Rồi. Rồi. Khi mà mình chỉnh được cái màu và cái logo mà mình thích rồi, rồi. Thì mình chuyển sang bắt đầu mình chỉnh sang ban tiêu. Có nghĩa là gật gù đấy. Gật gù này đúng không? Quay sang beta đúng không? Đúng rồi, chính xác. Quay beta gật gù này. Giờ cho nó về mò hết đi. Mò này. Ờ đấy, giờ đấy. Quay đi, quay theo kiểu lên cả hai, ờ, lên cả hai cho đẹp. Đúng rồi. Thì lưu này. Đúng rồi. Lên này. Đấy. Lưu này. Đúng rồi. Lên này. Lưu này. Đó. Lên này. Lưu này. Lưu này. Lên này. Lưu này. Lên này. Lưu này. Xuống này. Lưu này, ok xong. Dạ. Răn này, phát này. Vâng. Mười hết uống này. Ok. Mười phát mười này. Ok. Đấy, bây giờ nó đang phụ thuộc vào. Phụ thuộc vào cái này đúng không? Cái đúng rồi, cái nút mốt đấy. Cái này đúng không? Đúng rồi, ấn thử nào. Đó, chính xác. Đấy, nó sẽ mượt mà hơn. Ok. Đấy. Ông anh này là hôm nay là lên bên em là... Ok nhá, xin chào cả nhà yêu. Khoảng đúng một tiếng các bác nhá, không biết gì cho đến đến khi sử dụng là đúng một tiếng có thể về là tự học, tự reset, tự làm việc được rồi nhá. Cho nên là... May là gặp anh em rất nhiệt tình và ủng hộ về cái phần setup hai con mim này. Vất vả bao ngày tháng năm không biết gì cả. Đấy, về nhà cứ bơ ngao bơ ngỡ như kiểu như gái về nhà chồng bắt đầu ấy. Thì cũng mong rất vui là anh em đến đây hỗ trợ rất nhiệt tình. Vâng, cảm ơn anh. Dù rằng tiền thì không quan trọng bằng tình. Tình là cái quan trọng. Rồi. Rất mong là anh em là sẽ hỗ trợ nhiệt tình thêm. Vâng. Cũng cảm ơn tất cả anh em. Chúc anh em là sao mà một cái tháng mới là mạnh khỏe. Vâng. Vui vẻ tình yêu. Vâng. Xin chào cả nhà. Vâng, ok anh. Đấy là ông anh này là mới lên được khoảng một tiếng rồi các bác nhỉ. Anh ấy sợ là không làm được, bảo mày chỉ cần set up cho anh thôi. Nhưng mà set up thì làm sao mà về tự làm được, bảo phải tự chủ. Tự chủ thì sau này mỗi một cái đám nó một khác nhau, một nhu cầu khác nhau thì mình chỉnh nó dễ. Thế là dạy rồi bảo là anh không, bây giờ anh có tuổi anh không học được đâu. Thế là quanh đi quẩn lại là bảo là anh yên tâm nên là anh sẽ học được. Là đấy, dạy có đúng một tiếng là bây giờ là tự làm được rồi các bác nhá. Cho nên là các bác nào đang có nhu cầu mà cần học ấy thì đừng có quá ngại về cái vấn đề là mình không học được, mà quan trọng là cái bên em là ví dụ như bên em thuộc bài rồi ấy, thì dạy nó sẽ rất là nhanh. Cho nên là các bác đừng có ngại cái vấn đề đấy. Anh em cứ tin tưởng về âm thanh Hoàng Long. Lên đây anh em hỗ trợ rất nhiệt tình. Vâng, đấy. Xin cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Ok. Rồi ok, hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá. Bye bye các bác.